Một chiếc container gần như biến dạng phần đầu kéo sau khi va chạm với một xe tải nặng vào sáng sớm nay trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc khiến giao thông cửa ngõ phía Tây ùn tắc nghiêm trọng. Khi qua cầu Bình Điền, huyện Bình Chánh khoảng 2 km, xe container biển số 51C07855 đâm thẳng vào đuôi xe tải nặng 8,3 tấn chạy cùng chiều phía trước. Cú tông cực mạnh khiến phần đầu kéo xe container hư nặng, biến dạng nằm nghiêng ra đường, xe tải nặng cũng móp phần đuôi. Bước đầu nguyên nhân vụ va chạm được cho là tài xế ngủ gật, may mắn không có thương vong về người. Ảnh hưởng từ sự cố va chạm này khiến giao thông ở cửa ngõ phía Tây đoạn qua xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc nghiêm trọng.